Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Để tiếp tục có thể tăng được cái tốc độ khai thác cái đồng co thì các bạn có thể liên kết với cái tài khoản Twitter của bạn. Thì đây các bạn vào cái phần này, theo dõi kênh Twitter chính thức để lấy 50.000 tỷ lệ băm, thì các bạn sẽ liên kết tài khoản Twitter với cái app co này. Thì đây là tài khoản Twitter của mình này, các bạn vào cái mục này, đây ba cái gạch này, chia sẻ này, ấn sao chép này, chờ vào đây đấy, tích vào, bạn paste nó vào, xác nhận. Có lẽ là làm không đúng rồi. Tài khoản Twitter bằng ký hiệu a còng, bỏ cái đoạn là http này đi, đến cái phần tên của các bạn thôi. Đây, bỏ cái đoạn hỏi chấm hỏi chung mới thứ này đi này. Xác nhận. Đây, đó. Khi mà các bạn thấy liên kết tài khoản Twitter thành công thì bạn ấn tôi đã hiểu, nên là các bạn đã liên kết được rồi. Đấy, lấy 50k tỷ lệ băm thành công, các bạn ấn vào tôi đã hiểu. Đó. Các bạn có thể tăng được cái tỷ lệ băm của các bạn để cải thiện cái tốc độ đào bằng cách là tham gia giao dịch chuyển khoản trên testnet để nhận 10k. Thì các bạn liên kết địa chỉ ví. Đấy, địa chỉ ví không thể được sửa đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày liên kết. Cái này thì mình sẽ có hướng dẫn các bạn sau nhá. Trước hết là các bạn cứ liên kết cái tài khoản Twitter đi đã. Bạn nào mà muốn cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái việc tăng cái tốc độ đào co thì các bạn có thể ấn like, đăng ký kênh chúng mình để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Invest TV nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.